Chào các bạn nhé, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Hôm nay thì là tháng 11, là mùa của những cái quả hồng treo gió. Thì cái món hồng treo gió là một cái món đặc sản của xứ sở Đà Lạt. Nó rất là ngon và rất là nó ngon, người ta thường nói là ngon khó cưỡng. Nó một cái hương thơm rất là dẻo, rất là bùi, rất là thơm, rất là ngọt của cái xứ sở sương mù Đà Lạt. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn hồng treo gió là gì. Thì các bạn thấy thường thường ở bên ngoài người ta gọi rất là nhiều, người ta gọi là hồng treo gió Đà Lạt, có khi thì nó là hồng treo gió Cầu Đất, có khi thì lại hồng treo gió Nhật Bản. Rất là nhiều những cái tên hồng treo gió Đà Lạt này, rồi Cầu Đất này, rồi Nhật Bản, thế rất là nhiều. Mình không biết là nó như thế nào, mình rất là khó để mà chúng ta lựa chọn để mua. Thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với bạn là cái hồng treo gió Đà Lạt là gì. Tại vì cái hồng treo gió là nó xuất phát từ họ, cái hồng treo gió là được làm từ cái quả đây. Đây là quả hồng treo gió này. Hồng treo gió này các bạn. Cái hồng treo gió được làm bằng quả hồng trứng của cái vùng Cầu Đất. Riêng cái vùng Cầu Đất thì mới có cái quả hồng trứng để làm cái hồng treo gió này. Và thứ hai là cái vùng Cầu Đất đấy là họ làm cái hồng treo gió này theo cái công nghệ Nhật Bản. Một thời gian trước thì những cái kỹ sư Nhật Bản họ đã đến cái vùng Cầu Đất này và họ đã gọi là truyền cái bí kíp, truyền cái nghề treo cái hồng sấy, hồng treo gió này cho cái người dân ở vùng Cầu Đất đó. Và sau khi nghiên cứu thì họ thấy cái vùng Cầu Đất đấy nó có cái quả hồng trứng mà nó rất là phù hợp để làm cái hồng treo gió này. Thế là họ mới đến đây và họ truyền cái công nghệ Nhật Bản để cho người dân ở đây họ làm cái hồng treo gió. Đó, thành ra là hồng treo gió, người ta gọi tắt là hồng treo gió Đà Lạt, nhưng thực ra nó là hồng treo gió Đà Lạt hay là hồng treo gió Cầu Đất hay là hồng treo gió Nhật Bản thì đều là một thôi. Nói tóm lại là hồng treo gió là ở vùng Cầu Đất, là vùng cái quả hồng trứng ở vùng Cầu Đất làm theo công nghệ ở Nhật Bản, và cái vùng Cầu Đất đấy là vùng Đà Lạt nên người ta gọi là hồng treo gió Đà Lạt hay là hồng treo gió Cầu Đất hay là hồng treo gió Nhật Bản đều là một loại thôi nha các bạn. Và cái món hồng này nè, nó chỉ được làm bằng cái quả hồng trứng của vùng Cầu Đất, bởi vì nó rất là phù hợp để làm cái loại hồng trứng hồng trò treo gió này thôi, còn các loại hồng khác thì không thể làm được, cho nên nó gọi là hồng treo gió Đà Lạt. Và cái món này, cái hồng trứng là hồng tươi, và sau khi treo ở trên tràn theo cái công nghệ của các cái kỹ sư Nhật Bản thì họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với người dân ở đây, thì chúng ta treo trên tràn trong vòng 28 ngày, tức là 4 tuần, và cái quả hồng nó sẽ khô và nó sẽ dẻo, sẽ thơm, sẽ ngọt như thế này là bằng tất cả bằng cái khí trời, khí tự nhiên của miền, khí không khí mát mẻ của miền cao nguyên. Và sau một thời gian treo trên tràn khoảng 10 ngày thì người ta sẽ mát xa quả hồng, nó sẽ quả hồng nó sẽ từ từ nó mềm lại và nó sẽ tụ một cái mật ở trong giữa quả hồng, gọi là cái túi mật ở giữa quả hồng, thành ra là cái quả hồng nó có một đặc biệt khi mà các bạn cắt quả hồng ra, phía trong nó có một cái túi mật nó dẻo mà nó sệt sệt của cái mật nó tứ ra và nó tụ ở giữa quả hồng, nó gọi là hồng treo gió. Thành ra là cái công nghệ của Nhật Bản và thời gian làm rất là lâu và làm rất là công phu, phải dùng tay để mát xa quả hồng thời gian rất là dài và vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, công phu rất là nhiều. Đó là chưa kể nếu mà thời tiết mưa thì nó sẽ rất là dễ bị hư cái dàn hồng. Thành ra là cái giá của quả hồng cũng cao và rất là nhiều người thích ăn cái loại hồng treo gió này. Thì mình vừa chia sẻ các bạn cái hồng treo gió Đà Lạt là gì. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 091 99 77 098, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc, bên mình chuyên là cung cấp hồng treo gió tự nhiên của Đà Lạt, hay là gọi là hồng treo gió Cầu Đất hay là hồng treo gió Nhật Bản, đều là một thôi ha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Các bạn nhớ số điện thoại của mình là 091 99 77 098. Mình cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, chào tạm biệt nha.